xin kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin toàn cảnh thế giới được cập nhật hàng ngày trên kênh The Saigon Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo Vy xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo một cựu chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ ở châu Âu, các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea được cho là đang thành công đuổi hạm đội biển đen của Tổng thống Nga Vladimir Putin ra khỏi bán đảo và những nỗ lực của Kyiv trong khu vực là khí cảnh thành công nhất trong cuộc phản công của nước này trong năm nay. Trung tướng đã nghỉ hưu Ben host đã nói điều này sau khi lực lượng không quân Ukraine tấn công cảng Fyodosia phía đông Crimea hôm thứ Ba bằng hỏa tiễn hành trình làm hư hại tàu đổ bộ Novocherkassk của Nga và khiến một số lượng lớn thủy thủ mất tích. Nó đánh dấu cuộc tấn công mới nhất của Ukraine vào Crimea, bán đảo mà Putin sắp nhập vào năm 2014, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cam kết sẽ chiếm lại khu vực này là trung tâm hậu cần trung tâm của Nga cho lực lượng của nước này ở miền nam Ukraine. Hạm đội biển đen của Nga đã chịu nhiều thương vong trong suốt cuộc chiến. Sói hạm của nó, Moscow, bị tấn công vào tháng 4 năm 2022. Vào tháng 9, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công hỏa tiễn vào trụ sở hạm đội biển đen ở Sevastopol, được cho là đã giết chết một số sĩ quan lãnh đạo và hạ gục một tàu ngầm Nga. Các chuyên gia thân cận với Bộ Quốc phòng Ukraine trước đây đã nói rằng Kyiv đang bắt tay vào chiến lược phi quân sự hóa hạm đội Biển Đen như một phần trong các bước tiến tới giải phóng Crimea. Trong 4 tháng qua, Nga đã mất 20% hạm đội Biển Đen. Bộ trưởng Quốc phòng Anne Grandchap cho biết ngay sau cuộc tấn công vào cảng Fyodosia. Hình ảnh vệ tinh ngày 1 và ngày 2 tháng 10 cho thấy hạm đội Biển Đen của Nga đang chạy trốn từ cảng Sevastopol đến Novorossiysk ở Krasnodar Krai ở miền nam nước Nga và cảng hải quân Nga ở Fiodosia. Sau cuộc tấn công tuần này, hai tàu Nga, trong đó có một tàu quân sự thuộc hạm đội Biển Đen cũng được nhìn thấy đang chạy trốn khỏi cảng ở Fiodosia, krim really, dự án Crimea của đài Radio Liberty của Ukraine đưa tin. Tôi nghĩ những nỗ lực đánh đuổi hạm đội Biển Đen ra khỏi Crimea và ra khỏi phía Tây Biển Đen là khía cạnh thành công nhất của cuộc phản công. Hodge nói, đề cập đến nỗ lực của Kyiv kể từ tháng 6 năm 2023 nhằm đòi lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của mình. Hodge kêu gọi các quốc gia phương Tây cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí chính xác tầm xa hơn. Ukraine đã cam kết không sử dụng thiết bị quân sự do Mỹ cung cấp để thực hiện các cuộc tấn công trên đất Nga. Nếu Ukraine có đủ vũ khí tấn công chính xác tầm xa, mọi tàu, cơ sở cảng, sân bay và trung tâm hậu cần của Nga ở Crimea đều có thể sẽ bị tấn công, và Crimea, địa bàn quyết định của cuộc chiến này, sẽ trở nên không thể trụ được đối với hải quân Nga, không quân và quân đội Nga. Hosh nói, Người Ukraine đã chứng minh khái niệm này bằng cuộc tấn công vào Sevastopol chỉ bằng 3 chiếc Stam Shadow và giờ là cuộc tấn công vào Fyodosia. Hãy tưởng tượng xem họ có thể đạt được kết quả gì nếu có hơn 50 Atac MS tầm bắn 300 km do Mỹ cung cấp hoặc Taurus tầm bắn 500 km do Đức cung cấp, ông nói thêm. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng cuộc tấn công gần đây nhất của Nga là một lời nhắc nhở rõ ràng với thế giới rằng sau gần 2 năm diễn ra cuộc chiến tàn khốc này, mục tiêu của Nga vẫn không thay đổi khi Moscow tìm cách xóa sổ Ukraine và khuất phục người dân nước này. Ông chủ tòa Bạch Ốc cũng đề cập đến sự hỗ trợ của Mỹ và các đồng minh trong việc củng cố hệ thống phòng không của Ukraine và bảo vệ nước này khỏi nhiều cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái. Nhưng chúng tôi sẽ không thể tiếp tục gửi vũ khí và hệ thống phòng không quan trọng mà Ukraine cần để bảo vệ người dân của nước này trừ khi quốc hội hành động khẩn cấp trong năm mới quốc hội phải đẩy mạnh và hành động ngay lập tức. Ông Biden tuyên bố hôm 29 tháng 12, đừng để Ukraine bị hủy diệt. Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng cuộc chiến toàn diện giữa Nga và Ukraine ảnh hưởng đến toàn bộ NATO, an ninh của châu Âu và tương lai của quan hệ xuyên đại Tây Dương. Trước đó, đêm 28 và 29 tháng 12, Nga đã mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine nhắm vào các mục tiêu ở Kyiv, Kharkov, Dnipro, Odessa, Lviv, Zaporizhia và các thành phố khác. Theo Ihor Klimenko, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine, tính đến 19 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 theo giờ địa phương, cuộc tấn công lớn của Nga vào sáng cùng ngày đã khiến khoảng 30 người chết và hơn 160 người bị thương. Ukraine tuyên bố Nga đã phóng 158 hỏa tiễn và UAV mức cao chưa từng thấy kể từ khi chiến sự bùng nổ nhắm vào một loạt thành phố, đô thị chủ chốt của nước này Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine hôm nay cho biết, Nga đã phóng 90 hỏa tiễn hành trình ks 101 14 hỏa tiễn đạn đạo Iskander-M và phòng không S-300, 5 hỏa tiễn siêu vượt âm Kinzhan, 8 hỏa tiễn diệt hạm siêu thanh ks 2232 cùng 36 UAV cảm tử nhằm vào nước này. Tiêm kích Su-35S Nga cũng phóng 4 hỏa tiễn diệt radar KS-31P và một hỏa tiễn hành trình chiến thuật KS-59 trong đòn tấn công đối phương sử dụng gần toàn bộ các loại hỏa tiễn và UAV trong biên chế, chỉ trừ hỏa tiễn hành trình caliber phóng từ tàu chiến. Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến số lượng mục tiêu nhiều như vậy xuất hiện cùng lúc trên màn hình giám sát, phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inap nói. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 87 hỏa tiễn hành trình KS-101-555 và 27 UAV tự sát, tương đương 72% tổng số vũ khí được Nga sử dụng. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng và các quan chức địa phương Nga cho biết, quân đội Ukraine đã phóng hỏa tiễn và máy bay không người lái UAV tấn công các vùng biên giới Bryansk và Belgorod của Nga. Thống đốc Vyacheslav Gladkov của Nga thông tin, một quả đạn đã bắn trúng một ngôi nhà ở thành phố Belgorod, khiến một người thiệt mạng và bốn người khác bị thương. Trong số đó có một trẻ em 10 tuổi. Quan chức này nói thêm, vụ tập kích lớn trong đêm 29 tháng 12 đã làm hư hại 10 ngôi nhà và hai phương tiện tại đây. Bộ Quốc phòng Nga ra một tuyên bố ngắn khẳng định lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 13 quả đạn phía trên bầu trời Belgorod. Alexander Bogomas, thống đốc vùng Bryansk, viết trên kênh Telegram rằng khu vực này đã trở thành mục tiêu tập kích của các máy bay không người lái cảm tử của Kiev. Lực lượng phòng không địa phương đã bắn hạ được một vài UAV trong số đó. Các vụ tấn công xảy ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã thực hiện đợt không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Giới chức Kyiv mô tả đó là đợt không kích lớn nhất kể từ khi Moscow phát động cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2 năm 2022. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klimenko, 30 người đã thiệt mạng và hơn 160 nạn nhân bị thương trong sự việc này màn tấn công của Nga và Kyiv hóa ra đã phản tác dụng khi mà đã thúc đẩy việc Anh gửi 200 hỏa tiễn phòng không cho Kyiv. Bộ Quốc phòng Anh hôm 29 tháng 12 thông báo, London sẽ gửi khoảng 200 hỏa tiễn phòng không cho Ukraine nhằm giúp bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng trong cuộc xung đột với Nga. Rauter dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh cho hay, các hỏa tiễn phòng không do nhà thầu quốc phòng MBDA sản xuất tại xứ Sở Sương Mù, chúng được thiết kế để phóng từ các máy bay chiến đấu, bao gồm cả tiêm kích Typhoon và F-35. Nga đang thử thách khả năng phòng thủ của Ukraine và quyết tâm của phương Tây. Bây giờ là lúc để thế giới tự do đoàn kết lại và tăng gấp đôi nỗ lực của chúng ta nhằm mang lại cho Ukraine những gì họ cần để giành chiến thắng. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp nhấn mạnh, được biết, Luân Đôn đã cam kết hỗ trợ quân sự tổng cộng khoảng 5,9 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine trong 2 năm. Ukraine sản xuất bày đàn UAV cảm tử UJ-26 Bavir để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ukraine cũng không phải là một đối tượng dễ bị bắt nạt. Chỉ trong vài tháng, nước này đã tăng gấp 3 lần sản lượng sản phẩm quốc phòng nội địa và một trong những thành tựu đáng chú ý nhất là việc sản xuất quy mô lớn hàng loạt các máy bay không người lái cảm tử UJ-26 BVA mới. Các báo cáo gần đây từ các phương tiện truyền thông Ukraine tiết lộ sự gia tăng đáng kể về năng lực sản xuất quốc phòng của nước này. Chỉ trong vài tháng, Ukraine đã tăng gấp 3 lần sản lượng sản phẩm quốc phòng nội địa, một thành tựu đáng chú ý trong lần mở rộng này là việc sản xuất quy mô lớn UJ-26 BV mới, một loại đạn bay tầm xa còn được gọi là máy bay không người lái cảm tử, được thiết kế để nhắm mục tiêu vào các địa điểm quan trọng sâu trong lãnh thổ Nga. Ukraine đã tăng sản lượng máy bay không người lái lên gấp 100 lần vào năm 2023 so với năm trước, thể hiện sự tăng trưởng đáng chú ý trong lĩnh vực công nghệ máy bay không người lái của họ. Dẫn đầu trong việc tăng cường sản xuất chính là UJ-26 BVR. Sự bổ sung UV này vào kho vũ khí giúp Ukraine có khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Đáng chú ý, việc sản xuất những chiếc máy bay không người lái này vào năm 2023 đã tăng gấp hàng trăm lần so với năm trước, đánh dấu sự leo thang đáng kể trong khả năng phòng thủ của Ukraine. Sự mở rộng của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine thể hiện rõ qua số lượng công ty tham gia sản xuất hệ thống không người lái. Hiện tại, có khoảng 200 công ty đang tham gia vào lĩnh vực này, trong đó 50 công ty đã được cấp phép cung cấp sản phẩm của mình cho quân đội, tăng gấp 12 lần so với năm trước. Các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào Moscow bao gồm việc tấn công vào các tòa nhà cao tầng ở khu IQ và thậm chí có thể cả Điện Kremlin được cho là do việc sử dụng máy bay không người lái BV. Những sự việc này xảy ra vào tháng 7 và tháng 8 năm 2023 đã làm nổi bật hiệu quả hoạt động và tác động chiến lược của máy bay không người lái. BV khác biệt về thiết kế và khả năng của nó được sản xuất bởi UKZ, một công ty tư nhân Ukraine. Nó có cấu hình khí động học cánh mũi độc đáo với cánh trước nhỏ hơn, cho phép thay đổi độ cao hiệu quả và tránh né các hệ thống phòng không. Với giá hơn 100.000 Mỹ Kim mỗi chiếc, những chiếc máy bay không người lái này là một khoản đầu tư đáng kể trong chiến lược quốc phòng của Ukraine. Với sải cánh khoảng 2,5 m, tốc độ 150 đến 200 km/h và tầm bắn từ 800 đến 1.000 km, BV có thể mang đồ đạn nặng 20 kg. Thiết kế của nó giống như một con vịt với động cơ và cánh quạt ở phía sau khiến nó trở thành một sự hiện diện đặc biệt trên bầu trời. Nam Phi hôm thứ Sáu ngày 29 tháng 12 đã nộp đơn kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế ICJ, hay còn gọi là Tòa án Thế giới tại The Hague, Hà Lan, cáo buộc rằng những hành động của Israel tại Gaza tương đương với diệt chủng và yêu cầu tòa ban hành các biện pháp khẩn cấp tạm thời để chấm dứt hành vi phạm tội đó. Nam Phi cho rằng Israel đã vi phạm những bổn phận của họ theo Công ước Diệt chủng 1948 vì họ có những hoạt động trấn áp nhóm Hamas người Palestine tại Gaza từ sau ngày 7 tháng 10. Thưa quý vị, ICJ là tòa án của Liên Hợp Quốc chuyên giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia. Cả Nam Phi và Israel đều là các bên ký kết công ước ngăn chặn và trừng phạt tội diệt chủng, được thông qua lần đầu năm 1948, phản ứng với nạn diệt chủng hàng loạt của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. ICJ cũng đã công bố tài liệu 84 trang do Nam Phi gửi, liệt kê chi tiết các biện pháp, trước tiên trong số đó là yêu cầu Israel phải ngay lập tức đình chỉ các hoạt động quân sự tại Gaza. Nam Phi là tiếng nói phản đối Israel mạnh mẽ khi nhà nước gia thái tấn công Hamas tại Gaza việc nộp đơn kiện lên icj là động thái mới nhất của nam phi để tăng cường áp lực sau khi các nhà lập pháp nước này hồi tháng trước đã bỏ phiếu đồng ý đóng cửa đại sứ quán israel tại pretoria và đình chỉ tất cả quan hệ ngoại giao song phương với nhà nước do thái cho đến khi nào cuộc chiến tranh tại gaza đạt được thỏa thuận đình chiến nam phi trước đó đã tìm cách buộc tội israel phạm tội ác chiến tranh tại tòa án hình sự quốc tế icc Israel không phải là một bên ký kết tham gia icc nhưng tòa án cũng có trụ sở tại the hill hà lan này đã từng tuyên bố rằng họ có quyền tài phán ở gaza và bờ tây bộ ngoại giao israel tuyên bố đơn kiện của nam phi lên icj là vô căn cứ israel đổ lỗi cho hamas gây đau khổ cho người palestine tại giải gaza khi nhóm này sử dụng thường dân làm lá chắn người và ăn cắp hàng viện trợ nhân đạo của họ hamas bác bỏ các cáo buộc này Israel đã nói rõ rằng người dân của giải gaza không phải là kẻ thù và đang hết sức nỗ lực để hạn chế gây tổn hại cho những người không liên quan và cho phép viện trợ nhân đạo được vào giải gaza tuyên bố của bộ ngoại giao israel khẳng định theo các quy định của icj đơn kiện của nam phi được ưu tiên hơn tất cả các vụ án khác bởi vì có yêu cầu ban hành các biện pháp khẩn cấp tạm thời mặc dù icj được coi là tòa án cấp cao nhất của liên hợp quốc nhưng những phán quyết của tòa này đôi khi vẫn bị các bên phớt lờ Chẳng hạn, vào tháng 3 năm 2022, ICJ đã ra lệnh cho Nga phải ngay lập tức dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine, nhưng cuộc chiến tranh này vẫn kéo dài cho đến nay và chưa có dấu hiệu dừng lại. <laughs> Truyền thông Syria tối thứ Năm tuyên bố rằng Israel đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm ở miền Nam Syria và gần Damascus bằng các cuộc không kích theo hai đợt riêng biệt. Truyền thông Ả Rập Xê Út đưa tin sáng hôm sau cho biết 11 chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Iran IRGC đã thiệt mạng trong cuộc không kích đó. Kênh truyền thông al Hadad của Saudi đưa tin chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng ở miền đông Syria Nur Rashid nằm trong danh sách những người bị thương trong cuộc không kích. Các chỉ huy của IRGC được cho là đã có mặt tại sân bay để gặp các đại biểu cấp cao. Người phát ngôn IRGC Sada Sharif hôm thứ Sáu phủ nhận các báo cáo cho rằng 11 lãnh đạo của họ đã thiệt mạng. Truyền thông Iran dẫn lời họ nói và nói rằng những tuyên bố như vậy là vô căn cứ. Các cuộc tấn công khác vào Syria trong tuần này, truyền thông nước ngoài cũng cho rằng do Israel thực hiện. Truyền thông Syria tối thứ Năm tuyên bố rằng Israel đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm ở miền nam Syria và gần Damascus bằng các cuộc không kích theo hai đợt riêng biệt. Phòng không Syria đã được kích hoạt ở khu vực Damascus trong cuộc tấn công, đồng thời dẫn lời một nguồn tin quân sự Syria nói rằng cuộc không kích được cho là do Israel thực hiện, xuất phát từ cao nguyên Golan do Syria chiếm đóng. Đầu tuần này, Iran tuyên bố rằng Israel sẽ trả giá cho việc giết chết Sayed Mosavi, một chỉ huy khác của IRGC, người được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel hôm thứ Hai tuần trước ở khu vực lân cận Damascus. Ngay sau khi cuộc tấn công giết chết Musavi xảy ra, cảnh quay trên mạng xã hội cho thấy khói gần sân bay Damascus, nơi các lực lượng ủy nhiệm của Iran thường sử dụng địa điểm này. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo quân đội của Tel Aviv sẽ đẩy lùi Hezbollah khỏi khu vực biên giới nếu Liban không hành động. Tình hình ở biên giới phía bắc Israel cần phải thay đổi, thời hạn cho giải pháp ngoại giao sắp hết. Nếu thế giới và chính phủ Liban không hành động để ngăn các vụ bắn phá vào khu dân cư phía bắc Israel và kéo Hezbollah ra xa khu vực biên giới, quân đội Israel sẽ làm điều đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny nói vào ngày 27 tháng 12. Ông Gan đưa ra bình luận sau khi một quan chức an ninh Israel cho biết Hezbollah ngày 27 tháng 12 thực hiện một đợt tập kích hỏa tiễn và UAV dữ dội nhất vào miền Bắc nước này kể từ đầu tháng 10. Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Liên bang đưa tin ba người đã thiệt mạng trong đêm ở miền Nam nước này vì cuộc không kích của Israel. Hezbollah nói rằng một thành viên của nhóm đã chết trong vụ tấn công. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết nhắm mục tiêu vào các nguồn hỏa lực từ phía Liban sau khi còi báo động tập kích vang lên tại một ngôi làng phía tây bắc Israel. Trung tướng Haji Halevi, tổng tham mưu trưởng IDF cho biết quân đội Israel trong trạng thái rất sẵn sàng đối phó với việc gia tăng giao tranh ở phía bắc. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là khôi phục an ninh và cảm giác an toàn cho người dân ở miền bắc. Việc này sẽ mất nhiều thời gian, ông nói. Trong chuyến thăm khu vực gần biên giới ngày 27 tháng 12, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen cho biết Tel Aviv có thể nhắm mục tiêu vào thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, động thái gần như chắc chắn gây ra cuộc xung đột lớn hơn với nhóm vũ trang này. Chúng tôi vẫn cố gắng ưu tiên giải pháp ngoại giao. Nếu nó không hiệu quả, tất cả các lựa chọn khác đều được cân nhắc, ông nói. Những bình luận của quan chức Israel làm dấy lên lo ngại xung đột ở giải Gaza sẽ lan rộng thành cuộc xung đột khu vực. Giao tranh ở khu vực biên giới israel liban đã khiến hàng chục nghìn người ở hai bên phải di tản. Về phía Israel, ít nhất 4 thường dân và 9 binh sĩ đã thiệt mạng. Hơn 100 người thiệt mạng ở Liban, hầu hết là thành viên Hezbollah nhưng cũng có dân thường và nhà báo. Hezbollah, nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shite được Iran tài trợ. Đây là một trong những lực lượng phi quân sự nhà nước được trang bị vũ khí mạnh nhất thế giới. Năm 2006, cuộc chiến toàn diện giữa Hezbollah và Israel nổ ra sau khi nhóm vũ trang thực hiện đột kích biên giới, khiến Tel Aviv đưa quân vào miền Nam Liban. Giao tranh dừng lại sau thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian, có hiệu lực vào giữa tháng 8 năm 2006 và chính thức kết thúc vào đầu tháng 9 năm đó, khi Israel dỡ phong tỏa hải phận Liban. Thưa quý vị, liên quan đến việc Nga đã nã hàng trăm hỏa tiễn và khai triển lượng lớn máy bay không người lái UAV, tấn công khắp các khu vực ở Ukraine, khiến gần 200 người thương vong. Ngày 29 tháng 12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hợp khẩn về tình hình Ukraine cũng như lên án hành động khủng bố của quân xâm lược. Ngày 29 tháng 12, Nga lên tiếng xác nhận đã thực hiện 50 cuộc tấn công nhóm và một cuộc tấn công lớn vào thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine trong tuần qua. Lưu ý rằng tất cả mục tiêu đều bị tấn công. Theo các quan chức Ukraine, cuộc không kích ngày 29 tháng 12 là đợt tấn công ác liệt nhất của Nga trong gần 2 năm qua, chỉ thua những đợt tấn công liên tục hồi chiến sự mới bùng nổ. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine ông Igor Klimenko cho biết, cuộc tấn công khiến 30 người chết, khoảng 160 người bị thương và nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Ngoại trưởng Ukraine ông Dmytro Kuleba thông báo trên X, trước đây là Twitter, rằng Ukraine và khoảng 30 nước thành viên Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Hội đồng Bảo an hợp khẩn về vụ tấn công dẫn đến nhiều thương vong dân sự và phá hủy nặng nề cơ sở hạ tầng dân sự. Tại cuộc họp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án cuộc không kích của Nga vào Ukraine. Các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự vi phạm luật nhân đạo quốc tế không thể chấp nhận được và phải chấm dứt ngay lập tức, ông Guterres nhấn mạnh các thành viên Hội đồng Bảo an bao gồm Mỹ, Pháp và Anh lên án cuộc tấn công của Nga, trong khi Phó đại diện Thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cảnh sản kêu gọi một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward nói với Hội đồng Bảo an rằng các cuộc tấn công là một nỗ lực tuyệt vọng và vô ích của Nga nhằm lấy lại động lực trong cuộc chiến với Ukraine. Họ sẽ không thành công, bà Woodward nhấn mạnh. Thưa quý vị, Nga đã mất lên tới 750 binh sĩ ở Ukraine trong ngày qua. Điều này nâng tổn thất về nhân lực của quân đội Putin kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược lên 358.270 đơn vị. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine còn phá hủy 16 xe tăng, 15 máy bay không người lái và 20 xe chiến đấu bọc thép của kẻ địch. Điều này được ABC Ukraine đưa tin dựa trên dữ liệu từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine.

máy bay 329 chiếc, trực thăng 324 chiếc, UAV cấp tác chiến chiến thuật 6.554 cộng 15 chiếc, hỏa tiễn hành trình 1.708 cộng 88 chiếc, tàu thuyền 23 chiếc, tàu ngầm 1 chiếc, thiết bị ô tô và xe bồn 11.244 cộng 29 chiếc, thiết bị đặc biệt 1.260 cộng 6 chiếc. Tình hình hiện tại ở mặt trận, theo bản đồ của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, lực lượng phòng vệ đã tiến về phía nam Spionoi cách Bắc Mút 27 km về phía đông bắc. Theo các nhà điều tra của lực lượng không quân, ít nhất 5 sĩ quan cấp cao của lực lượng vũ trang Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Ukraine trong hai tuần qua. Trong 24 giờ qua, 56 cuộc đụng độ quân sự đã được ghi nhận ở mặt trận. Thưa quý vị, Gần hai năm trước, cuộc xâm lược Ukraine của Vladimir Putin đã thống nhất các quốc gia châu Âu, tiếp thêm sinh lực cho Liên minh Xuyên Đại Tây Dương và rèn luyện tinh thần lưỡng đảng hiếm có ở Washington. Bây giờ, quyết tâm đó đang bị sờn. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden và Liên minh châu Âu đang gặp khó khăn trong việc cung cấp viện trợ cho quân đội và ngân sách của Ukraine. Thậm chí một số người ủng hộ trung thành nhất của đất nước này cũng bày tỏ nghi ngờ về triển vọng chiến trường của nước này và kêu gọi đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Quả thực là quân đội nước này đang gặp khó khăn để giành được thắng lợi và quyết tâm của phương Tây đang bị lung lay. Nhưng nhượng bộ trước sự xâm lược của Nga chưa bao giờ là lựa chọn đúng đắn. Sự thất vọng này có lẽ có thể hiểu được, nhưng nó đã sai lầm. Nó phớt lờ những hy sinh to lớn mà người dân Ukraine đã thực hiện để bảo vệ tự do của họ và để lùi sự xâm lược của Nga, cũng như đánh giá thấp khả năng quân đội Ukraine giành lại lợi thế nếu được cung cấp đủ vũ khí. Từ bỏ nỗ lực chiến tranh lúc này sẽ hủy hoại uy tín của phương Tây và cuối cùng gây nguy hiểm cho các nền dân chủ ủng hộ việc phòng thủ của Ukraine cũng như chính Ukraine. Đúng là lực lượng Ukraine năm nay đã không tiến bộ nhiều như các nhà lãnh đạo trong và ngoài nước mong đợi khả năng phòng thủ và sự sẵn sàng chấp nhận thương vong lớn của Nga đã tỏ ra đáng gờm. Và trong khi có nhiều chỉ trích giữa Ukraine và phương Tây về chiến thuật và ra quyết định, nguồn cung cấp vũ khí quá ít và quá muộn để đáp ứng tham vọng phản công. Thừa nhận những quyết điểm này rất khác với chủ nghĩa phòng thủ. Câu trả lời không phải là làm ít hơn. Putin tỏ ra không quan tâm đến các cuộc đàm phán hoặc bất kỳ lịch sử tuân thủ các thỏa thuận nào mà ông ta đã ký kết. Ông ta có mọi lý do để chờ đợi quyết tâm của Mỹ và châu Âu sụp đổ để ông ta có thể hoàn thành mục tiêu chinh phục Ukraine. Trong cuộc chiến tiêu hao này, phương Tây phải điều chỉnh phản ứng của mình để cung cấp sự hỗ trợ bền vững hơn về lâu dài. Điều đó nên bao gồm những gì? Trong những tháng tới, việc cung cấp thêm đạn dược, hóa tiễn tầm xa, hệ thống phòng không, máy bay không người lái và máy bay chiến đấu sẽ vẫn rất cần thiết. Nếu không có sự tiếp tục cung cấp vũ khí của phương Tây, Ukraine sẽ không thể giữ được lãnh thổ mà họ kiểm soát, chứ đừng nói đến việc lấy lại. Đồng thời, Mỹ và châu Âu nên tăng cường khả năng sản xuất vũ khí của Ukraine bằng cách khuyến khích các liên doanh với các công ty quốc phòng Ukraine, xây dựng nhà máy sản xuất máy bay không người lái, thiết bị chống khai thác mỏ và các năng lực công nghiệp quốc phòng khác. Ukraine cũng cần sự hỗ trợ ngân sách mới. Điều này phải gắn liền với những yêu cầu liên tục đối với chính phủ Ukraine về sự minh bạch và cải cách. Quyết định của EU bắt đầu quá trình đàm phán lâu dài về tư cách thành viên với Ukraine và Moldova gửi đi thông điệp cam kết đúng đắn. Trong khi đó, phương Tây nên thắt chặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và xây dựng các cơ chế thực thi tốt hơn để tăng cường giới hạn đối với trần giá dầu của Nga và ngăn chặn khả năng nhập khẩu công nghệ lưỡng dụng của Điện Kremlin trong khi nền kinh tế nga đã tìm được cách thích ứng thì các biện pháp trừng phạt là cần thiết để duy trì áp lực lên putin và gửi tín hiệu đoàn kết các nhà lãnh đạo đảng dân chủ cũng phải làm tốt hơn công việc giao tiếp tại nhà cần phải nhắc lại rằng cuộc xâm lược của putin là một cuộc chiến hoàn toàn vô cớ trong đó mục đích là chinh phục bị truy tố thông qua các cuộc tấn công có chủ ý vào các trung tâm dân sự và những tội ác chiến tranh được ghi lại một cách trùng rợn hỗ trợ ukraine có chi phí cực kỳ rẻ đối với quân đội phương tây và đang mang lại lợi ích cho các công ty quốc phòng của mỹ và châu âu không thể dự đoán được chiến tranh sẽ kết thúc khi nào và như thế nào nhưng thất bại sẽ gây ra tổn thất chiến lược lớn gây tổn hại đến an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu đồng thời khuyến khích putin tiến xa hơn cho dù những thách thức mà ukraine và các đối tác của nước này phải đối mặt trong năm tới có khó khăn đến đâu thất bại không phải là một lựa chọn Bất chấp tần suất các vụ tấn công khủng bố của Nga ngày càng tăng, Chủ tịch Quốc hội Ukraine ông Ruslan Stefanchuk cho biết, việc xích lại gần hơn với Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ nằm trong số các ưu tiên hàng đầu của cơ quan lập pháp này trong năm 2024. Theo ông Stefanchuk, trước tháng 3 năm 2024, Quốc hội sẽ họp bàn về khuôn khổ pháp lý để hợp nhất luật pháp của Ukraine với luật pháp của EU, Khuôn khổ này sẽ bao gồm 35 phần, sẽ trở thành bản hướng dẫn các công tác của Quốc hội trong tương lai hướng tới việc gia nhập EU. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ tập trung thông qua luật đưa quân đội Ukraine tiến gần hơn với các tiêu chuẩn của NATO. Ngoài ra, một nhiệm vụ quan trọng khác cho năm 2024 là xây dựng các điều luật liên quan đến quá trình khai triển quân đội và luân chuyển quân nhân trong cuộc xung đột giữa Ukraine với Nga. Thủ tướng Ukraine Denis Mayhol cho biết ngày 14 tháng 12 vừa qua, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã nhất trí mở các cuộc đàm phán về việc kết nạp Ukraine. Quốc gia Đông Âu này sẽ cần thực hiện 2.739 quy định pháp lý trong quá trình hướng tới trở thành thành viên của EU. Về phần mình, vào năm 2020, NATO đã công nhận Ukraine là đối tác cơ hội tăng cường. Tuy nhiên, tháng 9 năm 2023, Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg cho biết liên minh quân sự này chưa sẵn sàng chấp nhận Ukraine như một thành viên khi cuộc xung đột vẫn đang ở giai đoạn căng thẳng. Thưa quý vị, liên quan đến việc gia tăng tần suất các vụ tấn công của Ukraine vào Crimea bị chiếm đóng những ngày gần đây, được biết, mặc dù có 3 tuyến đường bộ riêng biệt tới bán đảo, nhưng việc giành lại Crimea của lực lượng vũ trang Ukraine UAF cũng sẽ liên quan đến biển iz Gerdanov, phó chỉ huy của một trong những tiểu đoàn tấn công riêng biệt của Ukraine tiết lộ. Có 3 tuyến đường bộ đến Crimea, Kalanchak, Chonga, Chaplinka, ông Gerdanov nói về Crimea. Một mặt, điều này tương đối thuận tiện cho người Nga bố trí phòng thủ vì diện tích bán đảo không rộng lắm mặt khác họ phải đối mặt với những khó khăn nhất định trong việc tiếp tế cho crimea vì về mặt hậu cần crimea rất khó khăn vị phó chỉ huy ukraine nhấn mạnh ông gdanov nói thêm rằng việc ukraine tiếp cận crimea sẽ không chỉ thông qua hành lang trên bộ mà còn từ đường biển biển đen và azov sẽ được sử dụng để chiếm lại crimea tức là lực lượng phòng vệ sẽ tiến vào crimea cùng một lúc ông gdanov nhấn mạnh trên thực tế địa hình của bán đảo vốn làm các cuộc đổ bộ quân sự vào crimea trở nên phức tạp hơn ông kodanov cho biết người nga cũng đang rải mìn rất nhiều trong khu vực và mỗi bãi mìn đều rất khác biệt với nhau tích cực rải mìn họ chôn cực sâu nên thậm chí không thể xác định được chúng bằng hình ảnh nhiệt vị chỉ huy ukraine tiết lộ tuy nhiên kodanov nhấn mạnh việc nga kiểm soát lãnh thổ ukraine bắt đầu từ crimea và sẽ kết thúc ở crimea Tiểu đoàn của ông hiện đang được thành lập ở miền nam Ukraine và đặc biệt tập trung vào hướng Crimea. Người Nga đang hoảng loạn và đào chiến hào dọc gần như toàn bộ bờ biển của bán đảo Crimea như đã chứng minh trong các hình ảnh vệ tinh. Tamila Taseva, đại diện của ông Zelensky tại Crimea tiết lộ với Radio NV. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã nói rằng cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga phải kết thúc bằng việc giải phóng Crimea, giống như nó đã bắt đầu với việc Putin sáp nhập phi pháp bán đảo. Hỏa tiễn Falcon Heavy có khả năng đưa tàu vũ trụ X-37B tiến xa hơn vào không gian, có thể đi vào quỹ đạo địa tỉnh ở độ cao khoảng 35.000 km. Sáng ngày 29 tháng 12 theo giờ Việt Nam, tàu vũ trụ robot X-37B biến mật của quân đội Mỹ đã được phóng lên không gian từ trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA tại Cap Canaveral, bang Florida. Đây là sứ mệnh thứ bảy của X-37B, nhưng là lần đầu tiên tàu được phóng bằng hỏa tiễn Falcon Heavy của công ty SpaceX có khả năng đưa tàu lên quỹ đạo cao hơn những quỹ đạo trước đây. Vụ phóng diễn ra sau hơn 2 tuần phải hoãn do thời tiết xấu và các vấn đề kỹ thuật khiến tàu được đưa trở lại nơi sản xuất để sửa chữa. Tàu X-37B do hãng Boeing chế tạo có kích thước gần bằng một chiếc xe buýt nhỏ và giống một tàu con thoi thu nhỏ. Tàu được chế tạo để tiến hành các thí nghiệm công nghệ trên các chuyến bay quỹ đạo trong thời gian dài. Khi kết thúc nhiệm vụ, tàu sẽ trở lại bầu khí quyển để đáp xuống đường băng giống như một chiếc máy bay. Kể từ năm 2010, tàu X37B đã thực hiện 6 sứ mệnh, trong đó năm sứ mệnh đầu tiên được phóng lên quỹ đạo bằng hỏa tiễn Atlas V của United Launch Alliance, một liên doanh của Boeing và Lockheed Martin. Gần đây nhất vào tháng 5 năm 2020, tàu đã được đưa lên quỹ đạo bằng hỏa tiễn đẩy Falcon 9 của SpaceX Trước đây, X-37B chỉ được giới hạn trong các chuyến bay ở quỹ đạo thấp, độ cao dưới 2.000 km. Tuy nhiên, sứ mệnh mới nhất đánh dấu lần đầu tiên tàu được phóng bằng hỏa tiễn Falcon Heavy mạnh hơn, có khả năng đưa X-37B tiến xa hơn vào không gian, có thể đi vào quỹ đạo địa tỉnh ở độ cao khoảng 35.000 km. X-37B cũng đang thực hiện một thí nghiệm của NASA để nghiên cứu xem hạt giống thực vật bị ảnh hưởng như thế nào khi tiếp xúc lâu với môi trường bức xạ khắc nghiệt trong không gian. Khả năng trồng trọt trong không gian có ý nghĩa quan trọng đối với việc cung cấp đủ dinh dưỡng cho các phi hành gia trong các sứ mệnh dài hạn trong tương lai tới mặt trăng và sao hỏa. Thời gian dự kiến của sứ mệnh X37B mới nhất không được công bố nhưng có thể sẽ kéo dài đến tháng 6 năm 2026 hoặc muộn hơn. Trong sứ mệnh thứ 6, X37 đã ở trên quỹ đạo hơn 2 năm trước khi trở lại trái đất vào tháng 11 năm 2022. IDF cho biết họ đang mở rộng hoạt động ở khu vực khan yudis với việc quân đội phát động cuộc tấn công nhằm vào hamas ở thành phố phía nam nó kể rằng trong một lần tình cờ những người lính của lữ đoàn lính dù phát hiện một đặc vụ hamas bước ra từ hầm với một khẩu súng rpg và để đáp lại họ đã ném lựu đạn vào anh ta và đi vào đường hầm lực lượng lính dù cũng xác định được các tay súng hamas bên trong một tòa nhà và chỉ đạo xe tăng pháo kích vào họ idf cho biết cũng tại Khan Yunis, quân đội của lữ đoàn thiết giáp số 7 đã được xác định một đặc vụ Hamas cách họ khoảng đã xác định được một đặc vụ Hamas cách họ khoảng 100 m và chỉ đạo một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào anh ta, IDF cho biết. Trong một vụ việc khác, các binh sĩ đã xác định được một nhóm tay súng Hamas trong một tòa nhà và chỉ đạo một máy bay chiến đấu thực hiện một cuộc tấn công, trong khi đó, ở phía bắc Gaza, lữ đoàn thiết giáp số 460 đã tiêu diệt hàng chục tay súng Hamas trong một số trận chiến, bao gồm các cuộc không kích, bắn tỉa, bắn súng máy và pháo kích xe tăng. Trong một lần tình cờ, IDF cho biết một chiếc máy bay đã xác định được một đặc vụ Hamas sử dụng RPG đang chạy về phía quân đội. Người này đã nổ súng và giết chết anh ta. Tại Jabalia, lữ đoàn 261, trường sĩ quan 3H1 trong thời chiến đã lục sát nhà của một đặc vụ Hamas, tìm vũ khí và tài liệu của Hamas. Giới chức Mỹ thông báo duyệt bán lô đạn pháo 155 ly cùng thành phần liên quan cho Israel theo điều khoản khẩn cấp, không cần chờ Quốc hội thông qua. Israel sẽ sử dụng năng lực được nâng cao để ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực và tăng cường năng lực phòng thủ của họ. Bộ ngoại giao Mỹ ngày 29 tháng 12 cho biết Mọi quốc gia có trách nhiệm sử dụng đạn dược phù hợp với luật nhân đạo quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định tình huống khẩn cấp hiện tại đòi hỏi bán vũ khí ngay lập tức cho chính phủ Israel, do đó bỏ qua quy định chờ quốc hội xem xét lô đạn và các thiết bị liên quan mà Mỹ dự kiến bán cho Iran có trị giá 147,5 triệu Mỹ kim được lấy từ kho của lục quân Mỹ cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ cho biết Iran đề nghị bổ sung kiếp nổ ngòi nổ và liều phóng đạn 155ly do đó chi phí tăng lên khoảng 51 triệu Mỹ Kim so với ước tính ban đầu giới chức Mỹ từng sử dụng điều khoản khẩn cấp để duyệt bán gần 14.000 quả đạn pháo xe tăng 120 ly trị giá 106 triệu Mỹ Kim cho Israel hồi đầu tháng 12. Theo giới chức Israel, vụ tấn công của Hamas khiến hơn 1.140 người tại nước này thiệt mạng và hơn 8.700 người bị thương. Giao tranh tại giải Gaza khiến hơn 21.500 người ở đây thiệt mạng và gần 56.000 người bị thương. Cơ quan y tế địa phương cho biết, Thương vong dân thường và mức độ tàn phá tại giải Gaza khiến Israel vấp phải làn sóng chỉ trích ngày càng tăng từ quốc tế. Israel nhiều lần tuyên bố đang đầu tư nỗ lực nhằm giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, đồng thời cho rằng điều này rất phức tạp do Hamas và các nhóm vũ trang khác đặt cơ sở quân sự giữa các khu vực dân sự. Thưa quý vị, trộm gà không được còn mất nắm thóc. Được biết, tổn thất về nhân lực của Nga trong cuộc chiến xâm lược là vô cùng thảm khốc. Theo đó, ngoài hơn 350.000 binh sĩ đã bỏ mạng và bị thương, thì kể từ khi xâm chiếm Ukraine, quân đội Nga đã mất 2.989 sĩ quan. 341 người trong số họ có cấp bậc trung tá trở lên. Những con số này được tính toán trên cơ sở các nguồn mở của Mediazona, bản tiếng Nga của BBC và một nhóm tình nguyện viên. Số sĩ quan thiệt mạng nhiều nhất trong số các sĩ quan chuyên nghiệp là trong lực lượng súng trường cơ giới 602 người và trong lực lượng dù 412 người, tiếp theo là lính tăng 188 người, lính pháo binh 171 người, phi công quân sự 170 người, thủy quân lục chiến 135 người, vệ binh quốc gia 132 người và lực lượng đặc biệt 115 người. Số sĩ quan ở hàng ngũ sĩ quan động viên và quân tình nguyện thiệt mạng lần lượt là 217 người và 192 người các sĩ quan cấp cao một lần nữa thấy mình ở hoặc gần tiền tuyến để chống lại một cách hiệu quả cuộc phản công của Ukraine bắt đầu vào mùa hè này. Như vậy, từ tháng 6 đến cuối tháng 10, quân đội Nga đã mất ít nhất 413 quân nhân như vậy, trong đó có hai tướng lĩnh và 44 sĩ quan có cấp bậc trung tá trở lên nhà chức trách xác nhận chỉ huy sư đoàn súng trường cơ giới số 144, trung tướng Oleg Tisokov và tham mưu trưởng quân đoàn vũ trang tổng hợp số 35, thiếu tướng Sergei Goriachev, đã chết ở Ukraine vào tháng 7. Và vào ngày 28 tháng 11, phó tư lệnh quân đoàn 14, thiếu tướng Vladimir Javatsky đã qua đời. Theo một số báo cáo, cựu tư lệnh quân đoàn Taman, người được tặng thưởng huân chương dũng cảm, đã bị nổ mìn ở hậu phương. Trước cuộc phản công của Ukraine, cái chết của bốn chỉ huy cấp cao của Nga với cấp bậc thiếu tướng đã được xác nhận. Phi công Kanamat Botashev, chỉ huy quân đoàn 1 của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân tự xưng. Kutuzov, phó tư lệnh quân khu trung tâm quân đoàn 41 Andrei Shukovetsky và phó tư lệnh quân đoàn 8 Vladimir Frolov. Cũng có thông tin về cái chết của phó chỉ huy hạm đội biển đen thuyền trưởng cấp 1 Andrei Pali. Quân đội Iran thừa nhận dùng loại bom không phù hợp trong trận không kích thị trấn miền trung giải Gaza hôm 24 tháng 12 khiến hàng chục thường dân thiệt mạng. Loại bom không phù hợp với tính chất trận tập kích đã gây ra thiệt hại lớn mà lẽ ra có thể tránh được. Một quan chức quốc phòng Iran ngày 28 tháng 12 nhận định về hậu quả vụ không kích nhằm vào trại Madgazi phía đông Deir al-Balad miền trung giải Gaza cuối tuần trước một phát ngôn viên lực lượng phòng vệ israel idf sau đó cho biết không quân nước này tấn công một số thành viên hamas tại hai địa điểm liền kề người này khẳng định idf đã thực hiện các bước trước trận tập kích để giảm thương vong cho những người không tham chiến tuy nhiên điều tra sơ bộ cho thấy có thêm tòa nhà khác bị trúng đòn tập kích dẫn đến tổn hại bất ngờ cho những người không tham chiến phát ngôn viên idf nói chúng tôi lấy làm tiếc về tổn hại của những người không liên quan và đang nỗ lực rút ra bài học Trận không kích đánh trúng 7 tòa nhà dân cư tại trại Madhazi, nơi hàng nghìn người Palestine từ nơi khác di tản tới sinh sống, khiến khoảng 86 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Theo CIF Magango, phát ngôn viên văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, còn một lượng chưa xác định nạn nhân đang mắc kẹt dưới đống đổ nát tại trại Madhazi. Các đợt tập kích của Israel nhằm vào giải Gaza khiến hơn 21.100 người thiệt mạng và hơn 55.200 người bị thương. Theo cơ quan y tế địa phương, thương vong tại giải Gaza khiến nhiều quốc gia chỉ trích chiến dịch trả đũa của Israel, kể cả các đồng minh thân cận như Mỹ. Israel nhiều lần tuyên bố đang đầu tư nỗ lực nhằm giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, đồng thời cho rằng điều này rất phức tạp do Hamas và các nhóm vũ trang khác đặt cơ sở quân sự giữa các khu vực dân sự. Thưa quý vị, trước năm 2024, Nga đã tận dụng được ưu thế trên không chấp vá gần 2 năm trước Ukraine, nhưng nước này vẫn chưa đạt được ưu thế hoàn toàn trên bầu trời. Lực lượng phòng không của Kyiv đã gây tổn hại cho lực lượng không quân Moscow, mặc dù phi đội máy bay lớn hơn và vượt trội của Nga vẫn cản trở các hoạt động của Ukraine trong suốt những tháng chiến tranh kéo dài. Tình hình sắp tới đây có lẽ sẽ rất khác với sự xuất hiện của một nhân tố mới, đó là những chiếc F-16 của Ukraine điều khiển sắp xuất hiện, và điều này không phải là quá sớm đối với Kyiv. George Barros, nhà phân tích Nga của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức nghiên cứu của Mỹ, nói với Associated Press hồi đầu năm nay, người Ukraine không kiểm soát không phận nơi họ đang tấn công. Đó là những điều kiện cực kỳ khó khăn để tiến hành các hoạt động tấn công. Nhưng những chiếc F-16 do Mỹ sản xuất có thể thay đổi điều đó. Mặc dù khó có thể tự mình thay đổi đáng kể cuộc chiến, nhưng hàng chục máy bay tiên tiến được những người ủng hộ Kyiv cam kết sẽ trang bị cho Ukraine những khả năng mới để đe dọa ưu thế trên không của Moscow. Daniel Rice, cựu cố vấn đặc biệt của Tổng tư lệnh Ukraine, tướng Valery Zaluzhny cho biết, việc F-16 xuất hiện với số lượng lớn sẽ mang lại cho Ukraine ưu thế trên không để bảo vệ quân đội Ukraine ở tiền tuyến trước các trực thăng tấn công và bơm lượng cánh cố định của Nga. Ông Rice, hiện là chủ tịch của Đại học Mỹ Kyiv, nói với Newsweek rằng, với các máy bay F-16 và các hỏa tiễn chùm tầm xa đã đến Ukraine trong vài tháng qua, mọi mục tiêu của Nga trên lãnh thổ do Moscow và kiểm soát sẽ nằm trong tầm bắn của Ukraine. Những chiếc F-16 được trang bị hệ thống điện tử hàng không, hệ thống điện tử hiện đại hơn và radar tốt hơn, Chúng được thiết kế để phóng các loại vũ khí tiêu chuẩn NATO mà Ukraine đang sử dụng trên các máy bay phản lực cũ thời Liên Xô. Ukraine sẽ có thể hoạt động từ khoảng cách xa hơn, tiêu diệt hệ thống phòng thủ trên mặt đất của Nga dễ dàng hơn và ngăn chặn các máy bay phản lực của Nga. Ngoài những khả năng mới này, các máy bay phản lực còn đưa Ukraine tiến thêm một bước nữa đến việc trở thành thành viên NATO, vốn được coi là một khả năng đối với Kyiv nhưng vẫn ở xa cho đến khi chiến tranh kết thúc. Kyiv cuối cùng đã bảo đảm được các cam kết về những chiếc F-16 tiên tiến từ nhiều tháng trước, nhưng không có cam kết công khai về thời điểm chính xác máy bay sẽ bay tới bầu trời Ukraine. Một nguồn tin Mỹ nói với Newsweek hôm thứ Tư rằng có khả năng Ukraine đã nhận được chiếc F-16 đầu tiên như đã hứa. Lực lượng không quân Ukraine đã không trả lời yêu cầu bình luận bằng văn bản của Newsweek, nhưng đưa ra lời từ chối trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hồi giữa tháng 10 cho biết, F-16 có thể đến vào nửa đầu năm 2024. Điều này đã được lực lượng không quân Ukraine nhắc lại vào đầu tuần này. Đã có những dấu hiệu cho thấy Nga lo lắng về sự xuất hiện sắp tới của những chiếc F-16. Trước đó, Mertens cho biết Moscow đã bắt đầu chuẩn bị di chuyển các căn cứ ở Biển Đen xa hơn về phía đông khỏi Ukraine một dấu hiệu rõ ràng về mối nguy hiểm do sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu F-16 sắp xảy ra. Mertens nói, chúng tôi đã thấy thiệt hại mà lực lượng không quân Ukraine đã gây ra với các hỏa tiễn hành trình Su-24 cũ và Storm Shadow hiện đại ở Crimea. Mối đe dọa từ máy bay F-16 sẽ nghiêm trọng hơn nhiều vì những máy bay Mỹ này có giao diện phù hợp để tận dụng tối đa tiềm năng của vũ khí phương Tây. Nguồn cung hỏa tiễn đất đối không của Ukraine không phải là vô hạn, và F-16 với hỏa tiễn phóng từ trên không là một trong những cách tốt nhất để bảo đảm Kyiv có thể tránh cho quân đội và các thành phố của mình sự chú ý của máy bay Nga, ông nói. Ukraine đã tỏ ra thành thạo trong việc sử dụng hỏa tiễn hành trình phóng từ trên không Storm Shadow hoặc SCAP-EG do Anh và Pháp cung cấp để chống lại các mục tiêu của Nga xung quanh bán đảo Crimea bị sắp nhập. Kyiv cũng cho biết Nga đã mất tới 8 máy bay phản lực chỉ trong 3 tuần hồi đầu tháng này, một minh chứng cho khả năng phòng không của Ukraine. F-16 sẽ có thể tận dụng hỏa tiễn HARM hoặc hỏa tiễn chống bức xạ tốc độ cao hiệu quả hơn nhiều so với những gì Kyiv có thể làm với các máy bay phản lực thời Liên Xô. F-16 có thể sử dụng nguồn cấp dữ liệu theo thời gian thực để nhắm mục tiêu chính xác hơn. Mertens dự đoán điều này sẽ cải thiện đáng kể khả năng sát thương của những hỏa tiễn này. Điều đó cũng có nghĩa là Ukraine có thể đối phó hiệu quả hơn với hệ thống phòng không của Nga. Những điều tương tự cũng có thể xảy ra với AIM-120 Amrams hay hỏa tiễn không đối không tầm trung tiên tiến và hỏa tiễn Harpoon xung quanh khu vực Biển Đen. Mertens nói, sự kết hợp giữa F-16 và Harpoon có thể mang lại cho Ukraine đủ sức mạnh tấn công chống hạm để đánh đuổi hạm đội mặt trước của Nga khỏi Biển Đen nếu họ có đủ ưu thế trên không tại địa phương để tấn công đủ sâu. Với việc Nga đã mất khoảng một phần năm hạm đội Biển Đen trong 4 tháng qua, F-16 sẽ tăng tỷ lệ đó bằng vũ khí dẫn đường chính xác chiến lược, Daniel Rice nói. Ông cho biết thêm, việc tấn công hạm đội Biển Đen và cầu Kurt nối đất liền Nga với Crimea bằng hỏa tiễn do F-16 bắn sẽ ngăn chặn việc tiếp tế của các lực lượng Nga. Tuy nhiên, các nhà phân tích từ lâu đã nhấn mạnh rằng máy bay phản lực F-16 không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi ngay lập tức. Chúng đi kèm với một loạt cơ sở hạ tầng hoàn toàn mới và sẽ cần thời gian để các phi công Ukraine hoàn toàn thoải mái trong buồng lái, tích hợp đầy đủ các nền tảng mới vào các hoạt động phối hợp. Chỉ vì Ukraine nhận được hàng chục chiếc F-16, điều này không có nghĩa là nước này có thể sử dụng chúng trong chiến dịch không kích kiểu NATO. Tuy nhiên, chúng sẽ cho phép Ukraine tiến hành các cuộc không kích có chọn lọc kỹ lưỡng, có thể ảnh hưởng đến diễn biến của cuộc chiến. Mertens nói, Ngày 22 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, chính phủ Hà Lan đang bắt đầu chuẩn bị giao lô 18 máy bay phản lực F-16 đầu tiên cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết riêng rằng nhân viên của Ukraine phải được đào tạo bài bản trước khi chuyển giao máy bay phản lực, cũng như phải có cơ sở hạ tầng phù hợp. Chính phủ Hà Lan cho biết các máy bay phản lực này có thể được sửa đổi và một số máy bay cần được đại tu. Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Ba cho biết nhóm đầu tiên phi công Ukraine được quân đội Anh huấn luyện đã hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản ở nước này và hiện đang học lái máy bay chiến đấu F-16 ở Đan Mạch sau khi hoàn thành chương trình cơ bản về máy bay chiến đấu F-16 ở Anh. Vào đầu tháng 11, một số chiếc F-16 đã đến cơ sở của Romania được thiết kế để đào tạo phi công Ukraine, trong khi những chiếc khác đang được huấn luyện tại căn cứ không quân ở Arizona. Nhưng tướng Zaluzny chỉ huy hàng đồ của Ukraine cho biết vào tháng 11 rằng các máy bay phản lực nhanh do phương Tây sản xuất hiện ít hữu ích hơn cho Ukraine so với những gì chúng có thể có nếu chúng đến trước khi Nga tăng gấp đôi lực lượng phòng không. Thưa quý vị, Argentina tuyên bố sẽ không tham gia khối BRICS gồm các nền kinh tế đang phát triển, thực hiện lời hứa tranh cử của tổng thống cực hữu mới đắc cử Javier Milei, người đã cam kết theo đuổi mối quan hệ chặt chẽ hơn với phương Tây. Trong một bức thư đề ngày 22 tháng 12 nhưng được công bố vào thứ Sáu, Milei nói với các nhà lãnh đạo Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi rằng thời điểm Argentina trở thành thành viên của khối là không thích hợp. Milei nói trong thư rằng cách tiếp cận đối ngoại của ông khác về nhiều mặt so với chính phủ trước đó. Theo nghĩa này, một số quyết định do chính quyền tiền nhiệm đưa ra sẽ được xem xét lại. Tổng thống mới của Argentina tự nhận mình là người theo chủ nghĩa tự do vô chính phủ, người đã thúc đẩy một loạt cải cách kinh tế triệt để kể từ khi nhậm chức vào tháng 12, đã nói rằng ông sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại phù hợp với các nước phương Tây, tránh xa những nỗ lực của chính quyền trước đó nhằm xây dựng mối quan hệ với các nước đang phát triển khác. Cựu tổng thống Alberto Fernandez đã thúc đẩy việc đưa Argentina vào BRICS như một cách để thúc đẩy quan hệ kinh tế với khối nơi các thành viên chiếm khoảng 25% GDP thế giới. Argentina đã được ấn định tham gia vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Vị tổng thống mới đã thực hiện những thay đổi đáng kể trong mọi tầng lớp xã hội, từ đẩy nhanh thủ tục ly hôn đến bãi bỏ quy định về giá cả đến loại bỏ trợ cấp. Mọi thứ ở đây hiện đang thay đổi, phóng viên của Al Jazeera đưa tin cho biết trong chiến dịch tranh cử của mình, Malay đã chỉ trích các quốc gia được cai trị bởi chủ nghĩa cộng sản như Trung Quốc và cường quốc kinh tế láng giềng Brazil, đồng thời cho biết ông sẽ theo đuổi sự liên kết chặt chẽ hơn với các quốc gia tự do của phương Tây như Israel và Mỹ trong chính sách kinh tế và đối ngoại của mình. Tuy nhiên, trong thư gửi các nhà lãnh đạo BRICS, Malay nói rằng Argentina sẽ tìm cách tăng cường quan hệ song phương để tăng dòng chảy thương mại và đầu tư mà không cần gia nhập nhóm. Trong nước, Malê cũng đang phải đối mặt với sự phản kháng đáng kể từ các nhóm lao động có tổ chức hùng mạnh của đất nước khi ông bắt tay vào một chương trình liệu pháp sốc kinh tế và bãi bỏ quy định khi Argentina quay cuồng với lạm phát cao ngất trời. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý xảy ra bên trong nước Nga. Theo kết quả khảo sát của Rosenfield, việc Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm không nằm trong những mong muốn hàng đầu của người dân Nga trong năm mới. Trong quá trình nghiên cứu, người dân được hỏi một câu hỏi mở, nghĩa là họ phải đưa ra câu trả lời của mình thay vì chọn trong số các phương án được đề xuất. Nghe có vẻ như thế này, bạn mong muốn điều gì cho người Nga vào năm 2024 sắp tới? Việc Putin tái đắc cử thậm chí còn không lọt vào danh sách 10 câu trả lời phổ biến nhất. Chỉ có 2% số người được hỏi cho biết họ muốn điều này trong năm mới. Thông thường, người Nga muốn hòa bình và chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, 50% số người được hỏi đưa ra câu trả lời này. Chỉ có 6% cho biết họ đặc biệt muốn chiến thắng. 40% coi sức khỏe là quan trọng nhất. Ở vị trí thứ ba là kiên nhẫn và lạc quan, 14% người dân kêu gọi không bỏ cuộc và không nản lòng, 13% mong hạnh phúc và niềm vui, 11% khác mong thành công và hạnh phúc nói chung. Phương án tăng tiền và lương được 10% số người được hỏi lên tiếng. Nằm trong top 10 là những lời chúc tốt và tình yêu, mỗi loại là người nắm quyền lâu nhất ở Nga kể từ sau Joseph Stalin, Putin chính thức trở thành ứng cử viên tự đề cử vào ngày 8 tháng 12, tranh thủ sự ủng hộ của một nhóm sáng kiến do điện Kremlin tập hợp, gồm các cựu vận động viên, quan chức và nghệ sĩ lớn tuổi. Putin đã nộp hồ sơ cho CEC để đăng ký làm ứng cử viên được thiết lập lại các nhiệm kỳ của mình thông qua cải cách hiến pháp cách đây 2 năm rưỡi, Putin dự định sẽ tiếp tục nắm quyền cho đến ít nhất là năm 2030, lâu hơn bất kỳ nhà cai trị Nga nào kể từ Hoàng hậu Catherine Đệ Nhị. Xét về thời hạn giữ chức nguyên thủ quốc gia, Tổng thống Nga hiện tại đã vượt qua Pinochet 17 năm, Kim Jong-il 17 năm, Benito Mussolini và nhà độc tài Indonesia Suharto 20 năm. Thưa quý vị, theo một thông tin chưa được xác nhận chính thức, một số nhà tuyên truyền Nga tuyên bố việc bị bắn rơi của chiếc Tu-22M3, chiếc máy bay này ngày 29 tháng 12 đã phóng hỏa tiễn qua lãnh thổ Ukraine. Điều này được nêu trong tin nhắn của phóng viên quân sự Ukraine Andriy Tashablinko trên Telegram, nơi ông đăng ảnh chụp màn hình tương ứng. Nhà báo nói thêm, nó có thể thuộc về trung đoàn máy bay ném bom hạng nặng số 52 đã giết hại dân thường ở Kremenchuk, Uman và Dnipro. Chúng tôi đang kiểm tra hiện chưa có thông tin chính thức về việc này. Tu-22M là máy bay ném bom hỏa tiễn siêu âm tầm xa của Liên Xô. Nó được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên biển và trên mặt đất bằng hỏa tiễn hành trình, bom trên không, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Máy bay đã được đưa vào sử dụng từ năm 1974 và vẫn đang được sử dụng. Chuyến bay đầu tiên của Tu-22M3 diễn ra vào ngày 20 tháng 6 năm 1977. Nó được đưa vào sản xuất hàng loạt vào năm 1978 và ngừng sản xuất vào năm 1993. Vũ khí chính của máy bay ném bom là hỏa tiễn hành trình siêu thanh chống hạm KH-22N. Trái ngược với sự trốn chui trốn nhũi của Putin, Tổng thống Ukraine Zelensky thăm thành phố miền đông Avdivka, nơi quân đội Ukraine đang phòng thủ trước các cuộc tiến công liên tục của lực lượng Nga. Avdivka, tôi tới thăm các vị trí của lữ đoàn cơ giới số 110. Đây là một trong những khu vực khó khăn nhất trên tiền tuyến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29 tháng 12 thông báo, chúng tôi cùng các chỉ huy xem xét tình hình phòng tuyến và nhu cầu chính của binh sĩ. Ông Zelensky cho biết đã trao tặng huân chương cho các binh sĩ xuất sắc nhất trong chuyến thăm Abivka. Tổng thống Zelensky cảm ơn các binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến, đương đầu với mọi khó khăn để bảo vệ đất nước và đạt thành tích chiến đấu mỗi ngày. Tổng thống Ukraine nhiều lần thăm các khu vực tiền tuyến sau khi chiến tranh giữa nước này với Nga bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Trong số các địa điểm ông Zelensky từng tới thăm có thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, nơi lực lượng Nga kiểm soát hoàn toàn hồi tháng 5 sau chiến dịch tiến công kéo dài nhiều tháng. Kể từ năm 2014, quân đội Ukraine đã xây dựng nhiều lô cốt công sự biến thành phố Avdiivka thành pháo đài sát thủ phủ Donetsk của tỉnh cùng tên. Lực lượng Nga đang mở đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Avdiivka và đã bao vây ba mặt thành phố, khiến Ukraine chỉ còn đường tiếp tế từ phía Tây. Giành được Avdiivka sẽ giúp quân đội Nga mở rộng thêm 50 đến 60 km trên tiền tuyến, tạo nên cửa ngõ từ thủ phủ Donetsk đến các thành phố khác như Konstantinovka ở phía Bắc, tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk. Nga có thể đã mất hàng trăm phương tiện chiến đấu trong chiến dịch tấn công Avdiivka. Theo tình báo Mỹ, khoảng 13.000 quân nhân Nga thiệt mạng hoặc bị thương trong chiến dịch này. Trái với tình trạng cạn kiệt đạn dược và máy bay không người lái của các đơn vị Ukraine phòng thủ Avdivka, lực lượng Nga dường như có nguồn cung hậu cần dồi dào hơn nhờ tuyến tiếp tế ngắn và hoạt động khai triển nhanh hơn. Đại tướng Valery Zaluzny, tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine ngày 26 tháng 12, để ngỏ khả năng rút quân tại thành phố Avdivka để hạn chế thương vong, tương tự tình hình tại Bakhmut. Tướng Zalusny cũng kêu gọi các chính trị gia và giới truyền thông tránh xoáy sâu vào những tình huống khủng hoảng, không cần thiết phải gây chú ý hoặc than khóc về một khu vực cố định, ông Zalusny nói. Khác xa với các trang trại thông thường, một trang trại ở thành phố Compton, quận Los Angeles, tiểu bang California không hề có đất cũng không có con người mà chỉ có các robot theo BBC, trang trại thuộc sở hữu của công ty nông nghiệp Plenty trên là ví dụ thực tiễn về mô hình trồng trọt hoàn toàn bằng robot, không cần sự tham gia của con người. Các chuyên gia kỳ vọng những trang trại thông minh này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng về nhân lực, tăng diện tích và năng suất cây trồng bất chấp thời tiết, từ đó bảo đảm an ninh lương thực cho con người. Tại trang trại này, mọi bước trong quá trình sản xuất từ chăm bón cây con đến phân phối sản phẩm đều được tự động hóa mà không cần bàn tay con người. Đầu tiên, người gieo hạt thả hạt giống vào khay chứa giá thể, gồm sơ dừa thay vì sử dụng đất như thông thường. Sau khi các hạt giống nảy mầm, những chiếc khay hạt giống này sẽ được đưa đến phòng nhân giống rộng rãi. Tại đây, các mầm cây con sẽ dành vài tuần để tắm quang phổ từ ánh sáng đèn LED và được cung cấp hỗn hợp dinh dưỡng riêng biệt để kích thích tăng trưởng sau một khoảng thời gian được nuôi trồng trong điều kiện ánh sáng nước và dinh dưỡng được cân đo đong đếm một cách chính xác những cây con lớn lên và được di chuyển về phía cuối trang trại để đợi ngày thu hoạch rau sau khi thu hoạch sẽ được chuyển đến máy phân loại quan học tiên tiến sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo ai và các loại tia khác để kiểm tra chất lượng của từng chiếc lá những cây rau đạt chuẩn sẽ được đóng gói ngay lập tức mà không cần qua bước rửa với nước bởi chúng chưa hề tiếp xúc với đất thuốc trừ sâu hay bàn tay của con người Đặc biệt, toàn bộ quá trình nuôi trồng rau xanh của công ty Plenty mất chưa đầy 4 tuần, tức chưa đến một nửa thời gian nuôi trồng ngoài trời thông thường. Hơn nữa, môi trường nuôi trồng được kiểm soát chặt chẽ nên họ hoàn toàn có thể trồng mọi loại rau xanh quanh năm với chất lượng tốt tựa như rau trong mùa. Theo BBC, những diễn biến khí hậu thất thường đã làm gián đoạn nguồn cung thực phẩm trong vài năm gần đây. Sự tàn phá của thiên tai đã biến năm 2022 thành năm thiệt hại về nông nghiệp đứng thứ ba trong lịch sử loài người. Tại Mỹ, các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, bão hạn hán và cháy rừng đã phá hủy mùa màng và làm nền nông nghiệp Mỹ chịu thiệt hại hơn 21 tỷ Mỹ kim trong năm 2022. Ngoài ra, các trang trại thông minh trong nhà có thể bảo vệ cây trồng khỏi thời tiết khắc nghiệt, đồng thời bảo đảm nguồn cung lương thực cho loài người. Những mô hình nông nghiệp sử dụng robot như trang trại Compton của công ty Plenty có thể tạo ra năng suất gấp 350 lần so với một cánh đồng truyền thống có cùng quy mô, trong khi chỉ sử dụng 10% lượng nước và không hề dùng thuốc trừ sâu. Vì vậy, loại hình canh tác này có thể nhân rộng ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Trang trại kiểu mới với diện tích chỉ bằng một khối nhà như hệ thống ở Compton có tiềm năng sản xuất 2.000 tấn thực phẩm mỗi năm. Dân số thế giới tăng khiến nguồn đất canh tác ngày càng khan hiếm, đe dọa hệ sinh thái và nơi sinh sống của động vật hoang dã. Các nhà khoa học cảnh báo con người cần khẩn trương tìm ra cách để đáp ứng nhu cầu lương thực ngày càng tăng cao. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin toàn cảnh thế giới của The Saigon Post ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn The Saigon Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an thảo vi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo